cho trái đất có lớn thế nào, em tin sẽ có một ngày mình gặp lại nhau dẫu đang ở đâu. Thời gian đôi khi là một phép màu cho em được quên đớn đau, mỉm cười cùng người ngay sau. Ngờ đâu tất cả chỉ mới bắt đầu, cho anh và em được viết tiếp chuyện tình ngọt ngào, và em luôn tin đôi mình là của nhau. Cuộc đời dài dục biết bao và thật nhiều điều lắm lâu, mình chỉ là những ánh sao nhỏ nhỏ giữa trời. Được gặp lại nhau đã rất nhiễm màu, và đường còn dài phía sau, đợi chờ đã từ rất lâu. Ngày mà mình về với nhau, ngày mà người được thấy em cười xinh trong váy trắng, đi bên cạnh nhau đến bắt đầu, định mệnh mình là của nhau. Yêu anh thiên dân đau khổ nhìn chị bị đám người kéo đi, cố hết sức dùng dãy nhưng chẳng thể. Kiều luyến tiếc nhìn em gái rơi lệ mà cười buồn. Dân thét lên: anh bị đau bao tử hả? Hồi tối tôi hỏi có ăn được cay hay không thì không nói. Để tôi đi lấy thuốc ha. Anh uống thuốc đi. Cảm ơn cô. Anh uống coi có đỡ được phần nào không? Nếu mà một lát nữa không khỏi thì tôi đưa anh đi bệnh viện nha. Không sao đâu, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi. Ừ. Tối nay phiền cô rồi. Thật ra là vì Gia Bảo muốn gặp cô. Gia Bảo muốn gặp tôi hả? Từ lúc được cô cứu tới nay, Gia Bảo có vẻ thích và dần ỷ lại vào cô. Ừ, ra là vậy. Gia Bách, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Gia Bảo không biết nói hả? Không phải là không biết, mà là không muốn nói. Vấn đề tâm lý hả? Nó có chút dấu hiệu của bệnh tự kỷ. Cô Đan, chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Dĩ nhiên là chưa rồi. Bởi vì anh đâu phải ai cũng gặp được. À, nếu như không còn gì nữa thì tôi vào trong đi ngủ nha. Đừng đi. Cô lại đây nói chuyện với tôi một chút. Nói gì nữa đây? Cô sợ tôi lắm sao? Người như anh thì ai mà chẳng sợ. Mọi người sợ tôi nên cô cũng sợ. Vậy người khác muốn lấy tôi, sao cô lại không muốn? Trước khi trả lời, tôi có thể hỏi anh một câu được không? Được. Tại sao anh lại chọn tôi? Bởi vì bây giờ Gia Bảo ỷ lại vào tôi hả? Nếu sau này Gia Bảo bình tĩnh lại không cần tôi nữa thì sao? Ngay từ đầu tôi đã nói rất rõ với cô, vì cô cứu Gia Bảo cho nên tôi lấy thần báo đáp. Giỡn hay thiệt gì trời. Rất cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà tôi theo chủ nghĩa độc thân. Cô muốn ngủ với tôi chứ không muốn kết hôn với tôi. Ý của tôi không phải là như vậy. Rất tiếc là tôi chỉ chấp nhận quan hệ trên tình trạng hôn nhân. Thì anh cũng chưa kết hôn mà có Gia Bảo đó thôi. Gia Bảo là chuyện ngoài ý muốn.
Vậy mà cũng nói được nữa. Cô bận tâm vì tôi có con sao? Ừ. Vậy tại sao cô không đồng ý? Hôn nhân không phải là chuyện đùa. Chẳng có lý do gì mà tôi với anh vừa mới gặp nhau có một ngày mà anh đòi kết hôn với tôi. Làm sao mà tôi tin anh được? Anh thậm chí còn không biết gì về cuộc sống của tôi hay quá khứ của tôi. Người thật sự tôi muốn lấy chính là cô. Quá khứ của cô như thế nào đi nữa cũng không liên quan. Quá khứ là thứ duy nhất mà tôi không thể dứt bỏ được. Vì vậy anh hãy dứt bỏ ý định của mình đi. Thôi được, tôi biết rồi. Nếu như không có chuyện gì nữa thì tôi đi ngủ trước đây. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Em chào chị. Nhã Đan đã được giao vai thứ 9 phim Khúc Đoạn Trường. Cái gì? Nó đi cast hồi nào? Tối hôm đó tôi đã nhốt nó lại. Vậy mà không ngờ sáng đó nó vẫn thoát được. Còn tới buổi cast nữa. Chắc là đã đông đưa gì với đạo diễn đây. Vai nữ thứ này có rất nhiều đất diễn. Tính cách lại rất là hay. Công ty của mình được chọn hai diễn viên. Một vô vai nữ chính, một vô vai thứ 9. Ông chủ đang rất là vui. Phải chi có ai thay thế được vai Nhã Đan thì tốt biết mấy. Có điều đạo diễn đã gạt hết tất cả những diễn viên của công ty rồi. Thôi kệ, coi như ban cho nó một ân huệ. Dù gì thì cũng là loại nữ thứ thôi mà. À, anh Bách, tôi phải đi làm bây giờ rồi. Nhờ cô gọi Gia Bảo giúp giùm tôi. À, bánh bao ba con. Bánh bao ơi, bánh bao. Có chìa khóa không? Ừ, bên trong rồi. Gia Bảo, ba cho con một phút. Nếu không ra sau này ba sẽ không cho con qua nữa. Gia Bảo, ra ngoài. Đây không phải lần đầu hả? Ừ. Để tôi thử xem. Bánh bao ơi. Ừ, bây giờ cô phải đi làm rồi. Cô không chơi với con được. Con đi về với ba nha. Hay vậy nha. Cô với con sẽ trao đổi số điện thoại. Con có thể gọi cho cô. À, còn gọi được video nữa đó. Bánh bao ơi, bây giờ con mà không ra, cô sẽ đi làm trễ, đạo diễn sẽ la cô đó. À, ôi, bánh bao của cô đáng yêu quá. Cô yêu con nhất luôn đó. Đây là số điện thoại của con hả? Ừ. Được rồi, cô với con sẽ liên lạc với nhau nha. Ừ. Nè. Ừ. Ông định làm gì tới không? Không được. Cắt.
Trong kịch bản có ghi rõ, trước khi anh đè lên cô gái thì anh phải hỏi hai câu mà. Dạ em quên. Làm lại. Dạ. Ừ, rồi lại đi. Nè, tao máy lên nha. Ừ. Dạ. Mày kiếm đâu ra cái thằng giang hồ mà nói chuyện éo éo giống như BD vậy? Trời ơi anh ơi, phim mình là phim lòng tiếng mà. Anh khó quá. Đi ra làm lại. Dạ. 3, 2, 1, diễn. Cắt. Ờ? Anh đứng có xoay người lại chứ. Nguyên cái phòng mông của anh che hết ống kính rồi. Anh không để ý máy hả? Dạ em quên. Làm lại. Dạ. Máy chuẩn bị. 3, 2, 1, diễn. Cắt. 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 Được rồi hả anh? Rồi ok, chuyển cảnh đi. Dạ, mời cả nhà. Ăn nè con. Ngoan, ăn đi. Vô sát nhập ngân hàng Đại Á và ODB vừa qua, con làm rất tốt. Thôi mà anh, lâu lâu mình mới về thăm con. Đừng có nói chuyện kinh doanh nữa, mà lo cái chuyện chừng nào con nó chịu cưới vợ kìa. Mẹ của con nói đúng đó. Gia Bảo cũng đã lớn rồi, bây giờ con cũng phải lo cho cuộc đời của mình chứ. Gia Bách à, con có nghe ba mẹ nói cái gì không vậy? Còn Gia Bảo nữa, sao con cứ ôm cái điện thoại hoài vậy? Bỏ xuống uống sữa ăn trái cây nha. Gia Bảo nó chờ điện thoại của cô xinh đẹp đó mẹ. Cô xinh đẹp nào con? Gia Bách, con đang để ý ai hả? Sao không trả lời mẹ đi, có phải vậy không? Dạ. Ừ, dạ nghĩa là sao? Con không nói nhiều hơn được một chữ hả? Đúng vậy. Gia Bách à, người mà con để ý á, là nam hay là nữ vậy? Tất nhiên là nữ rồi mẹ. Lại còn rất xinh đẹp nữa. Gia Bảo cũng rất thích cô ấy. Nó đang đợi điện thoại của cổ á. Gia Bách à, con nói cho mẹ biết đi. Con quen cô ấy ở đâu nè? Cô ấy bao nhiêu tuổi, làm nghề gì? Rồi gia thế cô ấy làm sao? Thì em cũng phải để cho con nó nói chuyện tự nhiên chứ. Anh làm như anh không nôn nóng vậy. Suốt ngày đứng ngồi không yên. Còn lo con nó không biết chừng nào lấy vợ kìa. Alo, Bánh Bao hả? Cô xin lỗi, bây giờ cô mới xong việc để gọi cho con. Con đã ăn tối chưa? Con nít thì phải ăn nhiều một chút thì mới đáng yêu. Mà hôm nay cô mới thấy ba con trên TV đó. Hình như ba con vừa mới nhận được một dự án lớn. Cho cô gửi lời chúc mừng tới ba con nha. Chào tạm biệt Bánh Bao của cô. Yêu con. Uống từ từ thôi con. Nè, cô gái đó nói gì vậy con? À, cô ấy kêu Gia Bảo ăn nhiều vô và gửi lời chúc mừng anh hai. Chỉ vậy thôi đó hả? Chỉ có một cuộc gọi mà còn hơn cả năm điều trị tâm lý đó. Cảm ơn cô. Anh hai, anh thực sự xác định là Nhã Đan hả? Không phải vui đùa mà là kết hôn thật sao? Ừ, kết hôn thật. Em đã điều tra giúp anh rồi. Nhã Đan là kiểu phụ nữ tự chủ,
Bao nhiêu năm cổ lăn lộn ngoài xã hội, nhưng nhất định không chịu phụ thuộc vào ai hết. Về tình, xung quanh Nhã Đan có rất nhiều nhân vật nổi tiếng, có tên có tuổi, nhưng mà cô ấy không quan tâm. Còn về con cái hả? Nhã Đan đang xây dựng sự nghiệp, nhất định không chịu có con đâu. Mà cũng có thể là cô ấy giống như em, tôn thờ chủ nghĩa độc thân, không lập gia đình, không sinh con. Là do em chưa gặp đúng người thôi Gia Khang à? Coi như là vậy đi. Mà nè, anh hai, em đã giúp anh như vậy rồi, anh có thưởng cho em gì không? Anh hai, nếu như có gì cần nữa, em quyết liều chết vì anh. Em không cần phải làm quá như vậy đâu. Không được, hôm qua con đi rồi mà. Không được, lúc nãy con vừa gọi rồi. Gia Bảo, đừng có. Thôi, Bánh Bao, con biết là chú không chịu được con nũng nịu mà. Nhưng mà cháu cũng sợ ba con lắm, con đừng cố gắng vô ích. Anh hai, làm gì giờ? Lúc nãy nó ăn no rồi. Vậy là nó không dùng chiêu tuyệt thực nữa hả? Gia Bảo, đừng mà con. Gia Bảo à, Gia Bảo, năn nỉ con mà. Gia Bảo. Dạ, ông chủ. Gia Bảo. Gia Bảo, đừng có chạy, lại đây, chú Thương, lại đây con, lại đây. Gia Bảo. Anh hai, không ổn rồi, anh chịu Gia Bảo chút đi, nó có phải là nhân viên của anh đâu. Anh nói là không được. Anh đang dạy con, em đừng có xen vào. Gia Bảo. Cái gì hả? Anh nói sao? Thằng bé bị té lầu hả? Được rồi, ở bệnh viện nào tôi sẽ tới ngay. Có vẻ như không ổn rồi. Tính cách nhân vật này là kiểu lạnh lùng, mạnh mẽ, không thể quá xúc động như vậy được. Ok. Cái gì chứ? Thằng bé bị té lầu hả? Được rồi, tôi sẽ tới ngay. Nghe có vẻ ok rồi. Không rảnh. Đã nói không rảnh, nhây quá. Tôi có happy time với nhiều người lắm. Ông là người thứ mấy? Alo. Nhã Đan, cô mời tới đây. Ai vậy? Tôi là Gia Khang nè. Cô mời tới đây đi. Gia Bảo đó. Ê, nè Gia Bảo, đừng có nè. Trời ơi, Gia Bảo à, nghe chú nè. Gia Bảo, đừng.
kìa. Đợi cô nãy giờ á. Dạ Bảo đâu rồi? Đi theo tôi. Dạ Bảo, con tưởng là bà không dám đánh con sao hả? Anh dừng lại. Dạy con kiểu gì vậy? Con nít là phải được yêu thương dỗ dành, nhất là một đứa trẻ thiếu tình thương của mẹ như Gia Bảo. Anh đã không dịu dàng với nó thì thôi, anh lại còn định đánh nó nữa. Tôi sai rồi. Mình nói thì bị nạt, còn người ta nói thì quá đáng. Con gái có khác. Rồi chuyện này là sao? Thì Gia Bảo muốn gặp cô mà anh tôi không cho, muốn gọi điện mà cũng không cho luôn. Vậy là nó làm loạn lên. Chỉ vì hai lý do đó à? Ừ, cô rất là có ảnh hưởng tới Gia Bảo. Như cái hôm cô bất tỉnh trong nhà kho đó, Gia Bảo không cho ai đụng vô cô hết, anh tôi phải bế cô ra ngoài đó. Tôi không nghĩ là mình... Thì tất nhiên rồi. Lúc ở bệnh viện á, Gia Bảo tỉnh lại rồi không thấy cô đâu. Nó khóc bù lu bù loa lên. Mai là có tờ giấy cô để lại nó mới nín. Còn hôm nay vì ăn no quá nên nó không xài chiêu tuyệt thực, nên chuyển sang làm trò quậy phá trong nhà. Ăn no quá thì cô yêu cầu nó mà. Bánh bao. Con gì không gặp được cô Đan nên mới quậy đúng không? Con có biết làm như vậy là sai không hả? Ngày hôm nay cô đang nói cho con biết làm như vậy là sai đó, biết chưa? Sau này con không được làm như vậy nữa. Rồi. Con ngoan nha. Lát nữa cô đang sẽ ru con ngủ ha. Xem ngay, ngoài hàng Anh có bộ Vion VIP và 4 kênh cá cộng chỉ 149.000 đồng. Heo không cần ăn cơm, heo không đòi ăn cá, heo chỉ cần em bế trên tay ậu ơ. Em không thèm mua kem, em không thèm mua bánh, em lệ dành cho heo, em lì xì heo đất 200 mỗi ngày. Em lì xì heo đất 200 mỗi ngày. Mẹ mua cho con heo đất, mẹ mua cho con heo đất, ý à ý à. Bánh bao ngủ rồi, tôi xin phép về đây. Cô Đan. Ừ? Tôi có một đề nghị. Lần trước bị nhốt trong kho, tâm lý của Gia Bảo càng thêm bất ổn. Chỉ có cô mới có thể giúp Gia Bảo trở lại trạng thái bình thường.
Trong thời gian để đạt điều đó, con có thể chuyển đến đây ở cùng Gia Bảo không? Hả? Tôi thấy là sẽ có nhiều bất tiện. Hay là sau này nếu Gia Bảo cần tôi sẽ tới. Lỡ như lúc đó lại nửa đêm thì cô chạy qua sẽ nguy hiểm. Tôi hy vọng cô vì Gia Bảo mà cô sẽ giúp tôi lần này. Tôi xin lỗi, tôi không thể đồng ý với yêu cầu của anh được. Tôi về đây. Ê, Gia Bảo. Gia Bảo, con sao vậy? Sao con không ngủ đi? Bánh bao con là sao vậy? Ngoan ngoan ngoan, ngoan đừng khóc nữa, cô đang thương con. Nè nè, con đừng khóc nữa mà, cô đang thương con. Nín nha, đừng sợ, có cô đang ở đây rồi. Nè, bây giờ cô vào ru con ngủ lại nha. Làm sao đây? Anh Bách, lần này tôi sẽ giúp anh, coi như để trả ơn lần trước Gia Bảo đã cứu mạng tôi. Cảm ơn cô. Đồ đạc ở nhà của tôi thì tôi sẽ nói người đi lấy cho cô. Nói vậy là về ở với nhau luôn hả? Em xong việc chưa? Ok, em hiểu rồi, em biết liền. Khóa cửa chính có mật mã là 230218. Còn đây là chìa khóa kho, Gia Bảo hay trốn trong đó. À mà còn nữa. Khoan đã. Sao mà anh lại giao hết chìa khóa nhà cho tôi như vậy? Anh không sợ tôi đem hết đồ đi hả? Cô muốn dọn thứ gì? Tôi cho người dọn giúp cô. Nè, tôi chỉ đùa thôi mà. Tôi thấy cô đi mô tô có vẻ không an toàn lắm. Sau này có đi làm, cứ lấy xe này mà đi. Con vẽ cô hả? Ừ. Đẹp quá. À, con chờ cô một chút nha Bánh Bao. Để cô lấy điện thoại chụp lại. Hả? Con tặng cô đang luôn hả? Thiệt không? Ôi đẹp quá. Cô cảm ơn con. Yêu Bánh Bao của cô nhất. Đẹp thiệt đó. Bánh Bao giỏi thiệt. Con nhỏ mà vẽ được như vậy là không phải dạng vừa đâu. Lần đầu Gia Bảo vẽ người đó. Thật hả? Ừ. Alo. Tôi nghe đây chị Trang. 12 giờ trưa nay, họp báo công bố phim khúc Đoạn Trường tại White Palace.
12 giờ hôm nay hả? Ừ. Bây giờ 11 giờ rồi. Chị báo như vậy làm sao tôi kịp chuẩn bị quần áo với lại make up nữa. Thì tôi đã thông báo với cô trước 1 tiếng rồi. 1 tiếng chỉ đủ để tôi đi từ đây đến đó thôi. Làm sao mà tôi kịp chuẩn bị gì? Đó là chuyện của cô. Về nha. Đúng là con mụ phù thủy. Đồ trời đánh. Bánh bao ơi. Con coi như chưa nghe thấy cô đang nói gì, biết chưa? Mai mốt lớn lên á, không được mắng người ta như vậy. Mắng người ta như vậy là xấu lắm nha. Có chuyện gì sao? Hôm nay 12 giờ tôi có một cuộc họp báo ra mắt phim ở White Palace. Mà bây giờ 11 giờ kém rồi. Chị quản lý mới gọi điện cho tôi. Thì làm sao tôi kịp chuẩn bị? Chẳng lẽ để mặt mọc đi chắc? Nhìn cô vẫn đẹp mà. Cảm ơn anh. Nhưng mà dù sao cũng là họp báo ra mắt, cũng phải trang điểm rồi ăn mặc cho lịch sự. Làm sao mà lôi thôi đến đó được? Cô ta muốn hại chết tôi đây mà. Cô chờ tôi một chút. Dạ anh Bách. Don Lê. Cô quen hả? Không quen. Nhưng là stylist nổi tiếng của công ty Empire, ai mà không biết. Là người nào anh Bách? Cô gái này. Đứng lên tôi coi. Lẹ lên. Xoay một vòng. Don Lê đến đây làm gì? Anh tới đây làm stylist cho cô. Cái gì? Stylist của công ty Empire làm sao làm việc với người của công ty Ever được? Hai công ty này cạnh tranh với nhau đó. Thì đã sao? Cô đi sự kiện gì? Họp báo ra mắt phim. Tôi sẵn sàng rồi. Đi thôi. Nè Gia Bách. Nè. Hả? Làm ơn cho tôi biết chúng ta đang làm gì được không? Don sẽ trang điểm và thay đồ cho cô ngay trong xe. Anh cũng đi theo hả? Nếu không đi thì ai lái? Với lại Gia Bảo cũng muốn ở bên cạnh cô một chút nữa. Đi thôi. Vừa đi vừa make up như vậy có ổn không? Chị, nghe nói hai người ở ngoài đời là phim giả tình thật, có phải như vậy không ạ? Anh Triệu Lạc thật sự là rất đẹp trai, nam tính, có thể nói là
Chưa diễn viên nữ nào đóng chung với ảnh mà không rung động trước sự quyến rũ của ảnh. Nhưng đối với tôi thì sự rung động đó nằm ở một nơi khác mất rồi. Nghe nói người yêu của Hải Vy là Hoàng Thái Huy, con trai ông Hoàng Bình, chủ tịch tập đoàn Thịnh Phát. Được biết là qua hội điện ảnh Hạ Nguyên cũng từng casting cho vai diễn Thiên Vân nhưng mà không đạt. Vì lý do là cô ấy không đẹp hay là vì lý do khác thưa ông? Tôi nghĩ là ngoài vấn đề ngoại hình đẹp, chúng ta còn xét tới yếu tố là hợp vai của diễn viên. Xin hỏi đạo diễn, nghe nói lần này vai Thiên Vân được giao cho một diễn viên hoàn toàn mới. Tôi không biết là cô ấy có đủ khả năng để lột tả hết tính cách phức tạp của nhân vật này không? Việc đó các bạn hãy đợi đến khi phim khởi chiếu, các bạn sẽ có câu trả lời chính xác nhất. Riêng tôi lúc nào cũng tin tưởng vào sự lựa chọn của chính mình. Nếu đạo diễn đó nói vậy, chắc hẳn ngoại hình của diễn viên này phải đẹp hơn hẳn Hạ Nguyên phải không? Tôi sẽ nhắc lại, ngoại hình đẹp chỉ là một phần trong việc casting nhân vật. Nhưng mà cho tới bây giờ chúng tôi vẫn chưa thấy diễn viên thủ vai Thiên Vân là ai. Không biết là hôm nay cô ấy có tới dự họp báo không ạ? Chắc chắn là cô ấy sẽ tới. Mời quý vị tiếp tục đặt những câu hỏi liên quan tới dự án. Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ. Với tôi không có vai diễn lớn hay nhỏ, mà chỉ có diễn viên lớn hay nhỏ thôi. Gia đình này là gia đình có tiếng tăm, có địa vị trong xã hội. Con đã về đây rồi, bỏ đi cái thói quê mùa và hạ đẳng đi. Đối với bên ngoài, mình phải công bố Nhã đang là con nuôi, còn Hải Vy mới là con ruột của mình. Ta muốn mày rút khỏi vai diễn này. Vai diễn này con có được bằng thực lực của mình. Nếu như mày không tự rút khỏi cái dự án này thì đừng có trách tao không nghĩ tới tình cha con. Ông mà có tình cha con với tôi mày... hả? Tôi cũng đã cho chị một cơ hội rồi, là do chị không biết giữ. Đừng có trách tôi nha. Nghe đây. Ai đó? Dạ Bách đây. Đây là ở trong nhà vệ sinh nữ nha. Đừng có mà xạo. Thôi mà, tôi đưa cô về. Bỏ cô theo tôi về rồi. Nha. Bỏ ra con rồi.